Dọc tuyến đường quốc lộ 1A thuộc huyện Bắc Bình chỉ nhìn thấy nhiều bãi đất khô cằn. Những bãi đất mênh mông thả vài con bò, có nơi không bóng dáng một cây ăn trái nào. Chúng tôi dừng ven đường gặp một nông dân đang phải cởi trần để bớt đi cái nắng oi ả của mùa hè. Trả lời phỏng vấn của chúng tôi, ông cho biết gia đình ông và đa số các gia đình khác trong vùng đã bỏ nghề trồng lúa. Tức là ý trồng lúa là do lúa là làm nó không có phát kiếm, làm nó không có lợi. Do đó thì họ muốn dần họ bỏ nó đi để họ trồng thanh long, là mục đích là thanh long kinh tế nó cao. Cùng với nhận định trên, một trong số ít người còn sót lại đang trồng lúa trong vùng cho chúng tôi hay. Làm có ăn đâu, có nhiều người ta làm mấy năm ta làm ta thâm nợ ta bỏ hết rồi. Thì bây giờ làm lúa nhiều người ta cũng bán đất cho mấy người ở đâu xa xa tới đại gia đổ mặt bằng đổ hết rồi. Trải qua nhiều năm vất vả với nghề này, bà cho biết cái khó của người trồng lúa ở đây chủ yếu là bị thời tiết làm mùa màng thất thu. Ở đây làm hả? Ở đây làm cũng khó, có lúc không có nước, cũng phải đi tháo nước, tháo đồ khổ, cực lắm. Còn mưa xuống thì nó ngập lụt, phải tranh thủ làm. Cái nhờ cái tháng nắng kia thì ăn nước khổ, mà đều làm thì nó trúng. Còn mùa này thì làm khổ lắm, bơm ngập lụt có lúc hư cũng không được cái gì hết. Có lúc nhiều lần phải gieo 4 lần giống, cái năm vừa rồi chỉ gieo 4 lần giống mới được vụ. Sông ngòi tại Bình Thuận đều ngắn, lượng nước không điều hòa. Mùa mưa thì nước sông chảy mạnh, mùa nắng làm sông bị khô hạn. Diện tích đồng bằng phù sa ở Bình Thuận chỉ có hơn 9%, phần còn lại là đất cát và đồi núi. Những người nông dân này cho biết vì giá lúa gạo xuống thấp, người nông dân có cố lấy công cũng khó mà làm lời được nữa, cho nên đành phải bán dần đất đai hoặc bỏ hoang đất ruộng. Nó trồng khó khăn á, lại lúa ta trồng có lời, mấy năm giờ lúa rẻ lắm. Ta trồng đâu có lời đâu, một xào mà ai làm cho giỏi, đầu tư chăm sóc cho kỹ thì mới, mà vụ nào mà không có bệnh á thì mới kiếm được một xào 1 triệu. Mà nếu mà ấy thì lỗ, thành thử người ta bỏ hết mà, ít có người làm. Dù đã thử trồng loại cây ăn trái để kiếm thu nhập, nhưng cũng không thành công cho nên nhiều nhà đã phải chặt bỏ. Ví dụ ta muốn trồng ổi hay là trồng mãng cầu như gì đó là cái đầu thu nó ít, ta không có bán được. Ví dụ bán rẻ quá một phần, còn ta đem chợ ta bán thì lẻ tẻ biết chừng nào cho hết. Thành thử người ta không có trồng là gì. Bây giờ người ta trồng xoài, nhưng mà xoài người ta chặt bỏ rồi. Người ta không xoài, không làm lâu lắm. Xoài bữa nay bỏ lại tay đây gỗ xoài này, xoài ở đây là gọi là dạng là xoài lỗi thời rồi. Bữa nay là họ dùng cái thanh long là chủ lực rồi. Người dân Bình Thuận được biết đến với những vườn thanh long bạc ngàn, hiện tại đang là loại cây phù hợp nhất được nhiều người nông dân lựa chọn. Điều kiện tự nhiên không thuận lợi, đất đai không thuộc dạng trù phú như các vùng đồng bằng rộng lớn, nên ở đây người ta khó khăn khi lựa chọn các loại cây trồng, vật nuôi. Và thị trường tiêu thụ các loại cây ăn trái, nhìn chung cũng không thể cạnh tranh với cây ăn trái ở những vùng đồng bằng lớn như đồng bằng sông Cửu Long, cho nên bán rất chậm. Ở khu chỗ này là không trồng được cái gì hết, chỉ làm ruộng thôi. Không trồng được, có muốn làm thanh long cũng không được, cũng ngập không à. Đó, bây giờ thấy vậy chứ hở mưa xuống cây là trên đây nước tràn về, trên núi thì nước tràn về, rào ngập, không làm gì được hết. Không trồng được gì đâu, đất đây là có trồng được gì hết á. Chỉ làm ruộng, phải tranh thủ làm được cái gì được, cũng được thôi chứ không trồng được cây gì hết. Người đàn ông này cũng có một thời gian chăn nuôi bò thịt, nhưng cũng phải bỏ vì không có đất thả bò. Với lại thu nhập thì ngày càng đi xuống, ông lại quay về với cây thanh long. Bữa nay là tức là mạnh ai nấy làm hết rồi. Tức là ví dụ như cháu có đất phải không? Nhưng mà đất cho chú tới đây, đất cháu tới đây. Cháu dòng bò cháu là bước qua bên chú cũng được. Rồi cái chú dòng bước qua bên cháu cũng được. Nó khó vậy, thành do bên đây là họ chỉ nuôi 1-2 con để lấy phân rồi. Chứ còn bò đàn rồi chứ. Mỗi một chú là dài 30 con, cả 100 con là bên đây là họ bán hết. Ở đây là thét là tiệt chủng bò này. Ở đây là tiệt chủng bò. Hồi xưa là trước kia là chú cũng làm một nghề lái bò thịt á. Nhưng mà nghề bò thịt không ăn nữa mà hết rồi.
chú mới quay lại chú làm thanh long, không nghỉ ngày nào. Còn người phụ nữ này cũng đã thất bại với công việc buôn bán. Bà từng mở quán nước nhưng dân cư thưa thớt, nông dân lại nghèo cho nên cũng chẳng có tiền mà uống nước hay cà phê mỗi sáng. Thì cũng mở quán nước, bán nước mía, rồi bán thuốc, bán đồ đó, giặt đường này, bán nước ngọt, bán đồ cà phê đồ đó. Nhưng mà cũng không ăn, cũng dẹp luôn. Nghèo quá tiền đâu ăn. Khách quán lai thì lâu lâu ta mới ghé, ta đi. Đâu có đâu mà nhiều. Cũng phải dẹp luôn nè. Nghèo quá tiền đâu ăn uống. Làm. Bức tranh ảm đạm của một vùng quê thuộc Bình Thuận cũng đã phản ánh được phần nào đời sống của người nông dân nơi này. Họ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống mưu sinh hàng ngày. Điều kiện tự nhiên không thuận lợi, điều kiện kinh tế cũng chẳng khả quan hơn. Những yếu tố đó làm cho người dân phải bỏ xứ đi xa để mưu sinh, nhiều nhất là tầng lớp thanh niên. Còn bây giờ ở đây thanh niên, thành đồ đi thành phố làm hết, ở đây không có đâu, không có thanh niên đâu. Không có thanh niên nam nữ đâu, người ta đi thành phố làm hết, còn mấy người già không thôi. Có làm ăn thì được đâu, ở. Ở đây cái chỗ này là khổ nhất á. Thì thấy là đi chỗ nào là chỗ này là khổ nhất. Chỗ này nè,